Thời điểm giao mùa hàng năm cũng là lúc số trẻ nhập viện với những bệnh lý về đường hô hấp có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên năm nay chất lượng không khí thường xuyên ở mức xấu, thậm chí là nguy hại đã trực tiếp gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Cũng bởi thế mà số trẻ mắc các bệnh phải nhập viện cũng tăng cao. Bệnh nhi hơn 2 tuổi này chưa từng ốm đau. Thế nhưng từ giữa tháng 9 đến nay, bé liên tục bị ho, sốt và thậm chí phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp. Người nhà bệnh nhi cũng lo ngại, giao mùa cùng với ô nhiễm không khí khiến bé mắc bệnh trên. Cháu ở nhà sốt, xong rồi cho uống thuốc hạ sốt không ngừng, ấy, xong cho cháu vào viện thì các bác sĩ vào nhập viện vì bị viêm phổi. Chắc là thời tiết ô nhiễm cho nên cháu mắc bệnh. Theo thống kê của Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, nếu như trong khoảng tháng 7-8, số trẻ phải nhập viện điều trị nội trú tại trung tâm có xu hướng giảm, chỉ khoảng 10-15 trẻ, thì từ tháng 9 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 trẻ phải nhập viện điều trị. Trong số này, trẻ chủ yếu mắc các bệnh như hen, viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Chung là bệnh nhân vào đây thì chính là viêm phế quản phổi, hai là viêm tiểu phế quản. Còn những bệnh nhân khác, viêm phổi thùy hoặc áp xe phổi hoặc những bệnh hen phế quản thì cũng có vào đây. Mà bây giờ hen phế quản nằm một chỗ riêng, hen phế quản thì cũng hay gặp. Và bệnh phổi mà nó có bệnh nền trước bệnh phổi mãn tính, sau cái đợt này nó viêm phổi bội nhiễm hoặc viêm tiểu phế quản bít tắc, nó không vào đây nhiều. Các bác sĩ cho biết bệnh mùa hô hấp thường bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10. Năm nay bệnh hô hấp cũng tăng trong khoảng thời gian này. Chỉ khác là hiện số bệnh nhi đến khám đã nhiều hơn cùng kỳ năm trước. Số trẻ mắc bệnh viêm phổi cũng khá nhiều. Đây là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi cho các loại siêu virus phát triển, nên những bệnh sốt siêu vi của cảm cúm cũng tăng. Ngoài ra môi trường ô nhiễm, chất lượng không khí ở mức xấu, nhiều bụi mịn cũng là yếu tố góp phần làm trẻ mắc bệnh gia tăng. Thường thường người ta nói đến những cái yếu tố bụi mà nhỏ đấy, phải không? Thì thường thường nó ảnh hưởng khác nữa đó. Chứ vấn đề hô hấp thường thường ảnh hưởng trực tiếp mà có thể nó khởi phát vì hen hoặc là virus phát triển cái viêm tiểu phế quản, viêm phế quản phổi. Các cái bệnh mà ô nhiễm không khí mà liên quan đến trẻ em thì tương đối là nhiều, có thể liên quan trực tiếp. Ví dụ như là bệnh hô hấp, thì ví dụ như là bây giờ mọi người đang, các chị có thể nhìn thấy là mọi người đang công bố cái chỉ số bụi mịn, tức là bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 microgram mét. Ví dụ như trẻ hít cái bụi vào thì cái bụi đấy là bụi rất bé, nó sẽ đi qua vào nang phế quản và nó sẽ đi sâu vào trong tế bào ở nang phổi. Và cái bụi này nó có một cái đặc điểm là cái khả năng mà nó tự xuất ra nó kém và nó giữ ở đấy, nó làm cho cái liquid, cái khả năng cái chức năng phổi của trẻ nó sẽ suy giảm. Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ sốt cao 2 ngày mà không thuyên giảm, nằm ly bì, mệt mỏi, không ăn uống, khó thở, co giật, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.